Sai lầm của hầu hết chúng ta là khi robot bụi lên tiếng, robot kêu to, robot hút bụi không sạch, và thậm chí là robot hút bụi phát ra thông báo lỗi và bị lỗi thì lúc đấy chúng ta mới kiểm tra. Đây là tình trạng thực tế của hai vị khách, một máy thì bị kêu to, còn một máy thì vừa bị kêu to và vừa hút bụi không sạch. Và nguyên nhân là tại sao thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái bộ phận tham gia vào tác dụng làm sạch. Đầu tiên là cái cuộn chổi trung tâm. Đây là bộ phận vô cùng quan trọng, có tác dụng trà sát vào bề mặt sàn để lấy bụi. Và khi chúng ta để tóc quấn vào bộ phận này thì nó sẽ làm cho các cái gạt cao su này bị rách, dẫn đến là nó mất cái lực trà sát ở trên bề mặt sàn và giảm khả năng lấy bụi. Và vấn đề thứ hai là chúng ta để tóc quấn vào hai trục của hai bên, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái chiều xoay cũng như tốc độ xoay, và thậm chí là nó còn làm hỏng cả cái trục xoay và bánh răng bên trong này. Và với cuộn chổi cao su đa bề mặt kép, mặc dù có thiết kế chống rối tóc hiệu quả hơn so với cuộn chổi lông, tuy nhiên là chúng ta vẫn thường để rất nhiều tóc nó kẹt vào trong trục ở bên này và trục xoay, đặc biệt là trục xoay như các bạn đang nhìn thấy này. Thì đây là cái nguyên nhân mà làm cho robot bị kêu to. Muốn hút được bụi thì phải thoát được khí. Hầu hết chúng ta đổ rác mà quên không vệ sinh tấm lọc HEPA thì bụi mịn nó sẽ lọt vào trong cái khe thoát khí của tấm lọc HEPA và làm cho tấm lọc HEPA giảm cái hiệu năng thoát khí đi. Và đây là cái nguyên nhân dẫn đến robot bụi hút không sạch. Và cũng rất nhiều bạn thắc mắc là robot lau nhà không sạch, thì các bạn sẽ nhìn vào cái bề mặt khăn này, nó bết hết lại, nó mất cái khả năng thẩm thấu. Và nữa thì chúng ta sử dụng cái nước cấp cho két nước để robot lau thì chúng ta lại dùng tinh dầu này, dùng nước lau sàn này, thì làm cho cái van nó bị tắc, thậm chí là cái két nước này nó còn bị chảy nhựa. Và khi tắc van thì nước nó sẽ dò sang các cái bộ phận khác, rất là nguy hiểm. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là cần phải vệ sinh gì và vệ sinh như thế nào, và khi nào cần phải vệ sinh và khi nào cần phải thay thế các bộ phận hao mòn, thì tôi sẽ cho các bạn câu trả lời ngay bây giờ.